bom nổ ở thành phố hải cảng Latakia của Syria. Tin Latakia, một vụ nổ đã diễn ra gần một căn cứ quân sự ở thành phố hải cảng Latakia, nhưng chưa rõ nguyên nhân. Thành phố Latakia có đa số dân số là người Alawite, đã tránh được chiến tranh trong thời gian trên 2 năm qua. Đài truyền hình nhà nước nói rằng vụ nổ là do bất cẩn kỹ thuật tại căn cứ công binh, 6 người bị thương. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói rằng nguyên nhân chưa biết rõ, nhưng 13 quân nhân bị thương. Trong số này có những người bị thương rất nặng. Người dân địa phương nói tiếng nổ làm rung chuyển thành phố, cửa kính bị bể. Cuộc chiến Syria đang phân chia trên lằn ranh giáo phái. Lực lượng Tổng thống Bashar al-Assad kiểm soát vững chắc các vùng đất người Alawite nằm trên bờ biển, trong lúc những vùng đất người Sunni do dân quân kiểm soát hay đang là chiến trường.